Đạo Phật không phải là làm cho người ta mất khát vọng, mà đạo Phật làm cho người ta khát vọng về mặt trí tuệ. Chứ và mất khát vọng về mặt tiền bạc, nhưng cực kỳ khát vọng về mặt trí tuệ. Đấy mới có cái lý do ông Phật, ông ấy đi 6 năm tu hành khổ hạnh và 49 ngày đêm ngồi ở dưới gốc cây Bồ Đề, và mới sinh ra 45 năm đi thuyết pháp cho chúng sinh. Ông cứ khao khát trí tuệ vậy chứ. Nhưng mà có một thứ mà mọi người quên mất là trí tuệ là gốc rễ và tiền bạc nó là hệ quả. Còn anh không có trí tuệ thì làm gì có. Trí tuệ là cái gốc và cái cây, còn tiền bạc là hoa quả của cái cây đó. Vậy mà anh không có cái cây trí tuệ thì làm gì anh có hoa quả, mà anh cứ ngồi anh mơ ước hoa quả. Thế nên người ta làm từ gốc luôn. Và trong cuộc đời để về phá chấp cái tâm này thì cái người trí tuệ, cái người mà họ hiểu quy luật cuộc sống hoặc là họ may mắn được hướng dẫn thì họ phi thẳng vào vòng sinh mạng và trí tuệ. Còn kẻ nào mà không may mà sinh ra mà trong một gia đình mà không được cha mẹ hướng dẫn kỹ thì nó phi ngay vào vòng vật chất chơi thôi. Thế là cuối cùng là cả đời không thoát khỏi cái vòng vật chất mà ăn chơi. Quan chức cũng bị vậy, mà kể cả làm quan nhé, chứ không phải là dân đâu. Vậy thì ở đây là đạo Phật để xây dựng cho ta cái quy luật đó và tăng cái khát vọng về mặt trí tuệ, bỏ buông cái khát vọng về mặt vật chất. Và khi có trí tuệ thì tất cả mọi thứ khác nó sẽ đến. Lê Đình Hưng: kính chào thầy, bước sang tuổi 40 sau hơn 10 năm quản lý một công ty nhỏ, em cũng trải nghiệm được phần nào kinh nghiệm sống và làm việc. Tuy nhiên càng ngày em càng thích tìm hiểu về đạo Phật và muốn rèn luyện thân tâm tuệ theo pháp của Đức Phật Thích Ca, rồi pháp Nguyên Thủy đấy ạ. Vâng. Và dường như không còn thấy việc kiếm nhiều tiền quá quan trọng nữa. Thầy có thể chia sẻ làm thế nào để cân bằng được giữa việc tiếp tục kiếm tiền và tu tập theo đạo Phật ạ? Cảm ơn thầy. Vâng, cái này chia sẻ với anh thế này, rất nhiều mọi người hiểu lầm về theo đạo Phật là không muốn kiếm tiền. Thực ra không phải. Không phải là theo đạo Phật là không muốn kiếm tiền. Là vì thế này, trong cái tâm của chúng ta thì nó chia làm 6 cái tầng, 6 cái tầng tâm. Tầng đầu tiên là tầng vật chất, cái này chắc anh chị cũng nghe, nếu mà nghe live stream của Tuấn nhiều thì các anh chị cũng hiểu rồi, tầng vật chất. Tầng thứ hai là tầng cảm xúc. Tầng thứ ba là tầng sinh mạng. Tầng thứ tư là tầng trí tuệ. Tầng thứ năm là tầng nghiệp lực. Và tầng thứ sáu là tầng tâm không. Thế thì mọi người hình dung là thông thường con người ta đi một cách thông thường ấy, thì người ta sẽ học được một chút kiến thức, kiến thức là những pháp mà ứng dụng ở thời điểm này được, nhưng chưa chắc đã ứng dụng ở thời điểm khác được. Tôi lấy ví dụ kiến thức về chạy Facebook quảng cáo chẳng hạn, thì có thể ứng dụng thời điểm này có Facebook, nền tảng Facebook thì được. Nhưng nếu ngày mai mà có một cái công nghệ mới nó thay đổi Facebook thì chưa chắc cái pháp ấy nó còn đúng nữa. Hay là kiến thức về bán hàng, bây giờ chúng ta đang bán hàng là tiếp xúc một giữa người với người, thì cách bán nó như thế này, nó gọi là kỹ năng bán hàng. Nhưng ngày mai có khi bán hàng online thì kỹ năng nó lại khác đi. Vậy thì những cái kiến thức ấy nó sẽ biến đổi theo thời gian, và nó đúng lúc này nhưng lúc khác chưa chắc đã đúng. Còn cái tri thức nó mang tính quy luật và nó có thể đúng được hàng nó là bất biến vì nó là quy luật, thì cái đấy gọi là tri thức. Thì phần lớn con người kiếm học một chút kiến thức là lao ngay vào kiếm tiền, cho nên là dẫn tới mà nguyên tắc chỉ có một chút kiến thức để kiếm tiền thì họ sẽ kiếm được rất ít tiền. Thế cho nên cả đời họ sẽ không bao giờ thoát khỏi được cái vòng vật chất. Mà họ đặt mục tiêu là ví dụ như là họ muốn đặt mục tiêu 10 tỷ. Cuộc đời họ muốn kiếm được 10 tỷ.
thì có khả năng phải hàng trăm năm mới kiếm được 10 tỷ. Bởi vì nếu mà làm 20 triệu một tháng mà chi tiêu mất độ khoảng 10 triệu cho con cái gia đình chẳng hạn, còn 10 triệu thì 1 năm để 100 triệu, 10 năm để 1 tỷ và 100 năm mới để được 10 tỷ. Vậy thì rõ ràng cả cuộc đời họ họ không bao giờ thoát được khỏi vòng vật chất. Và đây là đi mà phần lớn mọi người bị mắc phải cái căn bệnh này, là học được một tí nghề là bắt đầu lao quạch một phát vào là chỉ tập trung vào mặc cả kiếm mấy cái đồng lương thôi. Thế người ta không đi theo cách này. Nhưng mà nếu mà bạn không có nhiều hơn 10 tỷ mà bạn chui vào vòng cảm xúc thì cái đoạn cảm xúc này thì nó sẽ mất đi rất là nhiều tiền. Tôi lấy ví dụ như là muốn đi ăn một bữa ăn ngon để nó tự hào, hay là đi du lịch, hay là muốn mua một cái xe sang, hay mua một bộ quần áo hàng hiệu, hay mua một cái xe hơi đẹp, hay là muốn mua một con mô tô để đi, để thỏa mãn cái cảm xúc của mình ấy, thì cái này lại cần nhiều tiền. Vì vậy cả cuộc đời không trải nghiệm được cái gì và không trải nghiệm được qua vòng cảm xúc thì bạn cũng không vào được vòng trong. Thế thì Đức Phật mới làm được các con đường trung đạo, là người ta sẽ đi theo cách thế này, là người ta vào thẳng vòng sinh mạng luôn, là người ta giữ giới. Mà nguyên tắc mà giữ giới về mặt ăn uống thì có tốn bao nhiêu tiền đâu, giữ giới có tốn bao tiền đâu. Và người ta chui thẳng vào vòng trí tuệ, là người ta học ngay tri thức, tức là những cái quy luật của cuộc sống. Ví dụ họ học cái quy luật làm giàu, họ học cái quy luật của người thành công, họ học cái quy luật để phát triển trí tuệ, họ học cái quy luật để phát triển tâm, họ hiểu tất cả những cái quy luật đó. Thì khi mà họ có được hai cái này thì ngay lập tức nó sẽ sinh ra rất nhiều tiền, rất rất nhiều tiền. Và nguyên tắc khi nó có rất nhiều tiền rồi thì họ sẽ quay trở lại, họ hoàn thành được cái vòng vật chất, họ hoàn thành được cái vòng cảm xúc, và họ cũng giải quyết được vòng nghiệp lực. Vậy thì tu tập không có nghĩa là ta buông bỏ, ta không làm gì nữa mà không còn khát vọng về tiền. Thực ra mọi người hiểu là những người tu tập họ không khát vọng về tiền thật, nhưng mà vấn đề khi trí tuệ nó sinh khởi thì đương nhiên nó tiền nó đến, tiền nó là hệ quả, chứ không phải là tiền nó là mục tiêu của người tu tập, mà tiền nó là hệ quả. Chính vì vậy các anh chị nhìn thấy những cái tập đoàn lớn nhất ở trên thế giới, ví dụ như Bill Gates cũng theo đạo Phật, Steve Jobs cũng theo đạo Phật, ở Việt Nam mình như là anh Vũ Trung Nguyên theo đạo Phật, anh Vũ Tôn Hoa Sen theo đạo Phật, anh Trương Gia Bình cũng hiểu về đạo Phật và anh cũng thiền, hay là anh Vượng của Vingroup. Để chúng ta hiểu là ở đây đạo Phật không có nghĩa là chúng ta rời bỏ cuộc chơi, rời bỏ cái thế giới cuộc đời này, mà chúng ta hạnh phúc nhất, may mắn nhất là chúng ta sinh ra trong cuộc đời này để trải nghiệm cái cuộc chơi này, để nâng trí tuệ. Vì vậy là đừng nghĩ rằng chúng ta tu tập là ta rời bỏ. Vậy thì ở đây mọi người mới hình dung nè, nó bắt đầu là nó vậy, tóm lại là nó chia thành 3 phần, có 3 khúc. Khúc thứ nhất vật chất nó đi liền với cảm xúc, thì có ông là bước vào con đường này, tôi gọi là cái ông chọn là cái cách số 1. Có cái ông thì chọn là cách số 2, là ông ấy tập trung vào trí tuệ, để tập trung vào sinh mạng. Sinh mạng tức là giữ giới, làm lành và liên tục học hỏi. Và ông không cần tích lũy tài sản, chưa cần tích lũy tiền. Ví dụ 20 đến 25 tuổi hay là 30 tuổi còn chưa cần tích lũy tiền cơ, chỉ tập trung tích lũy trí tuệ thôi và kiến thức thôi. Thế thì đương nhiên là ông ấy thoát khỏi, đến khi mà làm ở cái vòng này xong thì ông có rất nhiều tiền, vì trí tuệ nó sinh khởi, ông hiểu hết các quy luật của cuộc sống, ông hiểu tất cả các quy luật của kinh doanh, ông lại có kiến thức kinh doanh nữa, thì đương nhiên ông phải kiếm được nhiều tiền là đúng, nó là hệ quả nó đến chứ không phải là mục đích. Vậy khi mà họ có rất nhiều tiền vì họ không có mục đích là giữ tiền mà hệ quả nó đến, thì đương nhiên họ móc tiền ra làm nghiệp lực nó rất là dễ, và đương nhiên họ cũng lo được vòng vật chất cho họ, cho gia đình họ, và đương nhiên họ cũng được thỏa mãn một số cảm xúc mà họ được hưởng. Vậy thì bạn có hai con đường vào đời. Con đường vào đời là bạn lấy cái bằng và có một chút kiến thức vớ va vẩn này, xong lao vào đi kiếm tiền và chủ yếu mặc cả với ông chủ để kiếm vài đồng lương. Thì mãi cuộc đời bạn nó cứ giật giờ trong cái vòng vật chất và cảm xúc, không thoát được, và đến lúc chết cũng nằm ở cái vòng này.
Đấy. Và điển hình một số ông quan đi tù là vậy. Tức là ông ấy chỉ dùng mấy cái kiến thức mánh lới xong lên quan, chứ không có trí tuệ về quy luật nhân quả. Cho nên dẫn tới là bố lên quan xong bố ăn chơi trác táng thì cũng chết. Có một số thằng thì mãi không thoát được vật chất, là nên đấy là bắt đầu là có chức có quyền là làm bậy, là chỉ có tích lũy tiền thôi, thì cuối cùng là bị bác Trọng bác cho vào lò rồi là đi tù. Vậy thì rõ ràng là nó kiếm tiền bằng mánh lới, bằng kiến thức, cái chiêu trò thì rõ ràng nó chết. Vậy thì con đường vào đời thứ hai là con đường vào đời bằng trí tuệ. Vậy thì nguyên tắc người ta để phá chấp toàn bộ bằng này vòng mà chỉ mất một kiếp đời, một kiếp sống thôi, thì người ta chạy thẳng vào vòng tuệ. Mà muốn có tuệ thì nó là gặp bài trùng, là phải vòng sinh mạng, tức là kỷ luật bản thân, giữ giới, làm lành. Và trí tuệ nó sinh khởi. Và khi trí tuệ nó sinh khởi thì đương nhiên tiền bạc nó là hệ quả nó đến. Mà có tiền rồi thì vòng vật chất nó là muỗi. Ví dụ như là bạn mà có trí tuệ, bạn có thu nhập được khoảng 1 tỷ một tháng chẳng hạn, thì cái việc mà vật chất nó là muỗi. Hay là mua một cái xe ô tô 1-2 tỷ để đi, hay mua cái đồng hồ 500 triệu để đeo, nó là muỗi. Hay là bạn móc tiền ra bạn cho người khác là vài chục triệu, hỗ trợ giúp đỡ người khác vào nghiệp lực, thì nó chả thành vấn đề. Nhưng mà nếu mà anh nào anh chui thẳng vào vòng vật chất thì anh bị khoan một phát đúng vào cái lớp vỏ cứng nhắc mà mũi khoan của anh đang cụt, không bao giờ anh phá chấp được, không bao giờ phá được toàn bộ, phá bung được cái này đấy. Thế còn khi nào người ta vào vòng tâm không, bản chất tâm không là tổng hợp của năm vòng. Khi anh gặp tâm không thì có nghĩa là gì ạ? À? Anh gặp một người có vật chất, anh cũng không đáng sợ. Đó, bởi vì tôi cũng có vật chất, tôi sợ gì? Tôi cũng định mà. Anh gặp một cái người mà cảm xúc, họ khoe về mặt ăn chơi thì tôi cũng trải nghiệm ăn chơi rồi, tôi còn khát vọng gì đâu. Anh bảo anh đi du lịch châu Âu, tôi đi rồi. Anh bảo anh đi du lịch, anh ở khách sạn 5 sao, tôi cũng từng ở rồi, thì tôi có khát vọng gì đâu. Thế là anh nói ra thì cũng như không ấy mà, có ảnh hưởng gì đến cảm xúc của tôi đâu. Thì tôi cũng trải nghiệm rồi. Rồi là gì ạ? Anh nói anh có kỷ luật bản thân, anh có sức khỏe tốt, tôi cũng sức khỏe tốt, thì tâm tôi định mà. Bạn chả có lấy cái bệnh gì ra bạn dọa tôi được. Rồi bạn nói về trí tuệ thì chúng ta hiểu biết, chúng ta có thể đàm đạo được với nhau, tôi đâu có nép về. Rồi bạn nói bạn là người tốt, bạn tạo nhiều giá trị cho xã hội thì tôi cũng có kém đâu. Thế thì có phải là tôi gặp ở đâu thì tôi cũng là tâm tôi nó cũng bình an không? Tôi gặp ông khoe vật chất tôi cũng bình an, gặp cái ông khoe về ăn chơi tôi cũng bình an, gặp cái ông mà nói về sự sinh mạng tôi cũng bình an, mà gặp cái ông bình luận về trí tuệ tôi cũng bình an, mà gặp cái thằng khoe nghiệp lực tôi cũng bình an. Thế là tâm tôi nó không bao giờ phải tham sân si mạn nghi nữa, thì nó gọi là tâm không chứ có gì đâu. Cái hàm lượng tham sân si mạn nghi nó bằng không. Vậy thì muốn chia sẻ với anh là đạo Phật không phải là làm cho người ta mất khát vọng, mà đạo Phật làm cho người ta khát vọng về mặt trí tuệ. Chứ và mất khát vọng về mặt tiền bạc, nhưng cực kỳ khát vọng về mặt trí tuệ. Đấy mới có cái lý do ông Phật, ông ấy đi 6 năm tu hành khổ hạnh và 49 ngày đêm ngồi ở dưới gốc cây Bồ Đề, và mới sinh ra 45 năm đi thuyết pháp cho chúng sinh. Ông ấy khao khát trí tuệ vậy chứ. Nhưng mà có một thứ mà mọi người quên mất là trí tuệ là gốc rễ và tiền bạc nó là hệ quả. Còn anh không có trí tuệ thì làm gì có. Trí tuệ là cái gốc và cái cây, còn tiền bạc là hoa quả của cái cây đó. Vậy mà anh không có cái cây trí tuệ thì làm gì anh có hoa quả, mà anh cứ ngồi anh mơ ước hoa quả. Thế nên người ta làm từ gốc luôn. Và trong cuộc đời để phá chấp cái tâm này thì cái người trí tuệ, cái người mà họ hiểu quy luật cuộc sống hoặc là họ may mắn được hướng dẫn thì họ phi thẳng vào vòng sinh mạng và trí tuệ. Còn kẻ nào mà không may mà sinh ra mà trong một gia đình mà không được cha mẹ hướng dẫn kỹ thì nó phi ngay vào vòng vật chất chơi thôi. Thế là cuối cùng là cả đời không thoát khỏi cái vòng vật chất và ăn chơi. Quan chức cũng bị vậy mà, kể cả làm quan nhé, chứ không phải là dân đâu. Vậy thì ở đây là đạo Phật để xây dựng cho ta cái quy luật đó và tăng cái khát vọng về mặt trí tuệ, bỏ buông cái khát vọng về mặt vật chất. Và khi có trí tuệ thì tất cả mọi thứ khác nó sẽ đến. Rồi, cảm ơn câu hỏi của anh. Liên hệ ngay CEO Hồ Chí Minh Holding
hotline 0902 509 005, website www.ceohcm.edu.vn.